Hôm nay mình làm một clip, mình bảo dưỡng cái trục cáp đăng của cái dòng xe GS M1200. Ở Việt Nam thấy ít có bác nào làm cái clip hướng dẫn này, nên sẵn mình nhận cái miếng cao su này về mình làm luôn. Đây là cái miếng cao su che cái nhông sau của dòng R1200GS của hãng của BMW. Trước đây thì mình có bảo dưỡng, khi mình mua xe về mình có bảo dưỡng rồi. Tuy nhiên là lúc đó là mình không có đủ cái phụ kiện để thay nên mình phải đặt hàng về. Bây giờ mình mới nhận được, trong cái giãn cách nó nhận hàng cũng khá chậm. Sẵn hôm nay nhận được thì mình làm luôn, mà mình làm bảo dưỡng full luôn cái trục lắp này, để cho bác nào có chơi dòng xe này mà muốn tìm hiểu thì xem clip ha. Thay chỗ này bằng cái miếng cao su này, rất là cứng cáp. Bên trong có cái cọng thép để gia cố được cái hình dạng của cái miếng cao su này. Đó, nó như vậy đó. Đó, cái miếng cũ này của mình mấy chục ngàn cây thì nó nhão, nó rách và nó không còn đủ cái độ cứng để nó che khít những cái phần không khít. Và sẵn mình làm luôn cái vị trí này, cái khớp nối này chắc cũng lâu lắm rồi không có bảo dưỡng, tại đa số là ít có ai làm cái khớp này trên, vì nó khó thao tác lắm, và nó cũng do nó cao hơn, cái vị trí nó cao hơn nên là ít có khi ngập nước và sét. Đó, thì khi mình mở cái miếng cao su này ra mình kiểm tra sơ bộ thì mình thấy là nó cũng không có sét gì nhiều, nhưng mà rất là dơ, không có sét, có vẻ là nó không có bị sét rồi bị dính ha. Đầu tiên là mình phải tháo cái dây chắn bồn phía sau ra, để mình tháo cái cụm heo thắng và tháo cái bánh sau. Đó. Cái con ốc giữ này mình trước khi mình tháo là mình phải tháo cụm heo ra và treo nó qua một bên như vậy để nó đỡ vướng ha. Tháo luôn cái cảm biến ABS của thắng sau ra, rồi mình tháo nhớt ra để khi mình hạ cái nhông sau xuống thì nhớt nó sẽ chảy theo những cái khe hở với lại cái lỗ của sensor ABS, nó sẽ chảy ra ngoài. Đó, nhớt này nhớt nhớt mới mình mới mới thay về xong, về cất xe giãn cách luôn, không có đi đâu hết, cho nên là mình sẽ dùng lại cái con ốc xả nhớt này. Nó có cái năm năm châu để nó năm châm để nó hút cái ba dớ ra, cho nên nhớ làm vệ sinh. Đây là nhớt lắp Weibon 75W90 200 mil. Tháo cái con ốc chỗ này ra thì cái cụm nhôm sao thì nó sẽ hạ xuống dễ dàng, nó nặng lắm. Nếu như mà làm có một mình thì không không có người phụ thì mình nên có những công cụ hỗ trợ, như cái ben nâng này mình kê nó ở dưới, để nếu mình không có cái này thì thao tác nó rất là khó kiểm soát cái cụm này, tại vì nó nặng. Mình hạ ben xuống thì nó sẽ xuống và nó đó. Khi mình tháo ra hết thì mình sẽ thấy được tổng thể không. Cái này mình đã vệ sinh bảo dưỡng rồi đó, nhưng mà nó nhìn nó tè le hết trơn. Cái mà phải thay, còn đi xa là nước vào, đi trèo đèo lội suối là nước nó chạy vào được. Cậu bi đũa cũng sét nhiều, mình sẽ vệ sinh sạch sẽ và làm sạch các cái mỡ bò cũ đi rồi mình treo vào đó. Mình thấy ban đầu chưa bảo dưỡng nhìn nó gớm không, bây giờ nhìn nó đỡ rồi. Giờ mình tháo cái trục cáp đăng này ra, tháo cái này nó ra nó hơi 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 khó. Đó, thì mọi người xem nè, dù là mình có đi bảo dưỡng hãng đi nữa thì cũng không ai làm
làm kỹ như mình làm cho cái xe mình được đâu. Thế là mình đi như thế nào mình cũng biết, nên là mình sẽ hiểu là nên làm chỗ nào. Đó, thì ở đây mọi người thấy cái nhông trước nè, nó vẫn còn rất là ngon, không có gãy mòn gì cả. Tuy nhiên là nó rất là dơ, cả nước rồi nó dính với mỡ bò, nó cứ treo trên này á, thì nhìn nó dơ và nó không còn cái độ để giảm cái mài mòn nữa. Mà mỡ bò này có vẻ là mỡ bò không chuyên, mỡ bò đen thùi và nhìn nó nhễu nhẽo, nên là nhưng mà được một cái là nó cũng không bị sét rỉ, không kẹt, nên mình tháo ra cũng khá dễ. Mỡ bò chuyên dụng thì nó sẽ giúp cho kháng nước. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh lại hết cho kỹ và tra là mỡ bò lại cho các cái ổ bì này. Cái ổ bì này quan trọng bởi vì nó là cái khớp nối để nó co giãn. Cái khớp nối giữa cái nhông sao với cái trục am. Thì mình cho mọi người xem nè, thấy nước nó đọng trong này đúng không? Khi mà loại nước, loại suối rồi đó thì nước nó sẽ đọng trong này. Đây là cái trục em, thì cái tay em thì người ta làm bằng nhôm cho nên nó không có sét được. Nó chỉ rỗng rong, nóng rêu thôi, do đọng nước bên trong đó với lại hơi ẩm. Sau ngày mình không có vệ sinh thì nó sẽ nóng rêu. Mình lấy tay mình chùi một cái là nó sạch rồi. Thì bây giờ mình sẽ xả nước ra và mình lau cho nó khô. Để cho cái hơi trong này nó không có hơi ẩm nhiều, nó cũng sẽ ảnh hưởng. Đó, đây là cái trục em, cái trục cát đăng mình tháo ra được đó. Thì răng cỏ ok hết, không vấn đề gì hết. Bây giờ chỉ cần vệ sinh cho nó sạch cái mỡ bò cũ. Lúc mình mua về mình có đưa lên hãng, nhưng mà hãng không có dám bảo dưỡng cái hạng mục này, tại vì thấy odo cũng cao và cũng sợ là tháo ra rồi không có xử lý được. Cho nên là thôi, xe mình cứ tự mình làm thôi. Nhưng mà mình phải đợi phụ tùng đủ về thì mình mới làm được. Đó, thì bây giờ mình tiến hành mình vệ sinh. Xong mình sẽ tra mỡ bò lại và mình lắp lại. Bình thường thì mình thấy các cái clip nước ngoài người ta làm, hoặc là ở Việt Nam mình thấy là mọi người chỉ có tra mỡ bò bên ngoài chỗ cái khớp nó này nè. Nhưng mà cái khớp nối chữ thập này á, nếu mà tra mỡ bò xa thoa bên ngoài thì làm sao nó thấm vào bên trong để nó đảm bảo được cái hiệu quả môi trơn cho cái cục trục chữ thập này được. Mà cái khớp này rất là quan trọng, nó cần phải được bôi trơn để đảm bảo là khi mà cái trục em nó di chuyển lên xuống do đường dằn xóc á, thì cái trục gác đan này nó vẫn xoay một cách trơn tru và nó đảm bảo truyền được hết cái mã lực của cái nhông trước xuống cái nhông sau. Cho nên là mỡ bò thì nó chỉ tra bên ngoài, không đưa ra bên ngoài được. Nên là giải pháp của mình là mình sẽ châm nhớt dưỡng sên á, nhớt dưỡng sân xe, mình xịt vào những cái khớp này để nó là chất lỏng mà cho dầu nó sẽ chảy và nó thấm sâu vào trong cái trục xoay chữ thập này. Đó, rồi mình để cho nó khô xong thì mình mới thoa một cái lớp mỡ bò của hãng vào trên cái khớp này để đảm bảo là nước nó không có lọt vào bên trong, vào trong cái khớp. Với lại nó sẽ đảm bảo được cái không có rỉ sét. Thì khi mình xịt dầu rồi mình bôi cái lớp mỡ bò như thế này, thoa đều cái lớp mỡ bò này đưa vào mỡ bàn của hãng nha. Cái loại Castrol nó chịu nhiệt chịu nước được, ngoài nó giúp cho nước không có lọt vào trong cái trục này thì nó không có sét. Mình làm khi mình thoa được cái đầu trước rồi thì mình ráp cái trục cát đăng vào. Thì cái vị chỗ này thao tác khó lắm, khuyến cáo cho các bác không tự làm ở nhà thôi, vì nó khó. Nếu mà làm một mình còn khó nữa, nếu như mà bác nào mà không có đủ kiên nhẫn với lại không có
có tính mà nóng đó là khó làm cái chỗ này lắm. Nếu mà khéo tay với lại kiên nhẫn chút xíu thì làm nó được, không gian thao tác nó rất là hạn chế nên không có thao tác dễ được. Đó, bây giờ mình vệ sinh xong rồi mình đưa mỡ bò vào. Mỡ bò này mình cũng loại mỡ bò chuyên dụng, chịu loại chịu nhiệt chịu nước, mỡ silicon đó mình dùng bảo dưỡng heo thắng đó, má hoang heo thắng đó. Đó mình dùng loại này nè, đó mình tra nó vào rồi sau đó mình ráp lại. Thì ốc cái chỗ này thì mình siết theo đúng lực của hãng ha. Thì và cái keo mình phải dùng loại keo đúng của nó, chống nước và nó không có khô, nó cứ ướt ướt. Thì keo này nó cũng sẽ bít được cái khe hở để nó hạn chế nước nhập đến đây, là nó hạn chế lọt vào bên trong. Đó, thì bây giờ mình vệ sinh, mình lau cho nó sạch sẽ lại. Đó, hoàn chỉnh thì mình nắp lại, vệ sinh sạch sẽ, thoa dầu bảo dưỡng các cao su cho nó bền, nó không bị nứt. Và một cái tip cho mọi người xem, xe để lâu trong mùa dịch không có đi đâu á, thì mọi người thường lấy bên sau là chống rửa, nếu mà xe có chống rửa. Nhưng mà nếu mình được á, thì mình có cái bên bánh trước hoặc là bên nâng kiểu ô tô á, mình nâng chút xíu để cho cái bánh xe trước nó có thể xoay được, để áp lực cái trọng lượng xe nó không có đè lên cái bánh trước, thì trong thời gian lâu thì cái bánh nó sẽ có thể bị oval, nó không tròn. Đó là một số cái tip mình chia sẻ, mọi người tham khảo để nếu có muốn làm ở nhà cho chiếc xe mình thì xem ha. Rồi chào mọi người, chúc mọi người bình an và an toàn mùa dịch ha.